Chào mọi người. Trong rất là nhiều video mà Dung chia sẻ về ăn tươi ấy, thì mọi người có hỏi Dung rất là nhiều về việc là Dung đẻ thục tháo đại tràng chưa? Thì câu trả lời là Dung đẻ thục tháo đại tràng rồi mọi người nhé. Nhưng mà trong video ngày hôm nay thì Dung sẽ không có chia sẻ về vấn đề này. Dung sẽ dành nội dung này cho những cái video tới. Video ngày hôm nay thì Dung sẽ chia sẻ với mọi người một cái bữa ăn, những cái bữa ăn mà Dung chỉ ăn một buổi trong ngày thì Dung ăn những gì. Và thường ấy thì những ngày mà Dung ăn một buổi trong ngày thì Dung sẽ dành cho những ngày mà Dung thục tháo đại tràng. Cách đây 2 tiếng hơn thì Dung đã thục tháo đại tràng rồi. Và dĩ nhiên trước khi thục tháo đại tràng thì cái việc đầu tiên mà Dung thường làm đó là sau khi thức dậy Dung sẽ đi nặng trước. Sau đấy thì mình sẽ uống một ly nước chanh ấm. Rồi sau đó là Dung trước khi mà thục tháo đại tràng thì Dung sẽ không có ăn và uống thêm bất kỳ một cái gì cả. Và bây giờ thục tháo đại tràng xong cũng không có ăn liền mà Dung đợi đến 2 tiếng sau. Thì hiện tại bây giờ Dung đã chuẩn bị đồ ăn cho mình rồi. Hôm nay thì Dung sẽ thường ấy thì mọi người sẽ cho rằng là thục tháo đại tràng thì mình có nên kiêng cữ hoặc là có nên ăn cái gì đặc biệt không? Thì với Dung thì với trải nghiệm của một người ăn tươi hầu như toàn phần ấy thì Dung những ngày mà thục tháo đại tràng sau khi thục tháo đại tràng xong ấy thì thường khoảng vài tiếng sau Dung sẽ uống một ly nước ép nào đấy tùy theo cái sở thích của mình chứ không nhất thiết là một loại nước ép nào. Nhưng mà ngày hôm nay thì Dung muốn làm sinh tố để uống bởi vì lâu lắm rồi Dung cũng chưa có uống sinh tố. Thì nó tùy theo cái sự lựa chọn về sở thích của mọi người thôi chứ cũng không có nhất thiết là phải làm giống như ai. Và dĩ nhiên sau khi thục tháo đại tràng xong thì thường thì có những ngày Dung cũng không có ăn gì, chỉ có uống nước ép thôi. Thì với Dung thì Dung vẫn thích là uống nước ép sau khi thục tháo đại tràng hơn là ăn bất kỳ một cái loại thức ăn nào kể cả là trái cây. Nhưng mà ngày hôm nay thì Dung đổi vị một tí xíu, Dung muốn uống sinh tố thì chỉ đơn giản có thế thôi, thì tùy cái sự lựa chọn của mỗi người. Bây giờ thì Dung sẽ cho mọi người xem là những bữa ăn, một bữa ăn trong ngày thì Dung ăn gì nhé. Và đây là cái bữa ăn duy nhất trong ngày của Dung, và từ đây cho đến tối trước khi đi ngủ thì Dung sẽ không ăn cái gì khác ngoại trừ là việc uống nước lọc hoặc là bất kỳ một loại nước ép nào mà Dung thích. Thì mọi người chắc chắn sẽ hỏi rằng là ăn như vậy thì làm sao mà đủ no rồi đủ dinh dưỡng. Thì thực ra trước đây Dung cũng giống như mọi người thôi, những cái giai đoạn đầu khi mới ăn chay kể cả là ăn tươi thì nó rất là khó khăn bởi vì mình đói thường xuyên. Và Dung là một người rất là năng động và hay thường xuyên vận động và tiêu hao năng lượng rất là nhiều, cho nên rằng là Dung rất là cần năng lượng. Nhưng mà khi sau một thời gian cái gì cũng vậy, nó cũng cần thời gian, cơ thể của mình cũng cần cái thời gian để thích nghi. Và bây giờ sau hơn một năm ăn tươi thì có thể nói rằng là cơ thể của Dung không có còn cảm thấy bị đói hoặc là mong ngóng cho cái việc ăn uống một ngày phải ăn bao nhiêu bữa như hồi trước nữa. Và đôi khi một ly sinh tố như thế này thôi là cũng đủ cho Dung cảm thấy nhẹ nhõm nhưng mà đầy dinh dưỡng trong một ngày rồi. Sinh tố ngày hôm nay của Dung thì gồm có việt quất như mọi người thấy này, rồi đây là phúc bồn tử, và đây là nửa quả bơ, nửa quả chuối. Nếu mà mọi người muốn ăn ngọt hơn thì mọi người, hoặc là ăn nhiều hơn thì mọi người có thể thêm một quả chuối hoặc là hai quả tùy, Dung chỉ ăn nửa quả thôi. Và đây là rau mồng tơi này, rau ngò nè, và một ít lá bạc hà này mọi người. Rồi tiếp theo là một nhánh gừng. Và nghệ, gừng nghệ thì Dung rửa sạch rồi Dung để cả vỏ, Dung xay luôn. Và đây là ba quả chà là, thì tùy theo mọi người, chà là mọi người muốn ngọt ấy, thì mọi người có thể bỏ nhiều hơn, hoặc là mọi người muốn nhạt thì mọi người có thể bỏ ít lại. Và dĩ nhiên đây là một ly nước lọc, nếu như bình thường ấy thì có nước dừa thì Dung sẽ thường xay sinh tố chung với nước dừa, nhưng mà Dung ở cái nơi hiện tại thì dừa không có, rất là hiếm và nó cũng không có ngon nữa. Bây giờ thì Dung sẽ bỏ hết tất cả các loại trái cây rau củ này vào máy xay, xay lên về uống thôi. Làm sinh tố thì cũng rất là đơn giản, không có gì khó khăn phức tạp cả. Thank you.
rồi đây, và bây giờ thì mình chỉ việc thưởng thức thôi. Mọi người thấy là cái ly sinh tố thì nó có màu hơi diệp lục một tí xíu, ở ngoài thì màu nó sẽ sáng hơn trong video một tí. Thì nhìn vậy thôi ấy, mọi người, nhưng mà nó khá là to bằng cả cái gương mặt của Dung luôn. Cho nên Dung một ly như thế này thì Dung có thể no trong một ngày. Ngoài ra thì chỉ uống thêm nước lọc hoặc là nước, một loại nước ép nào đấy mà Dung yêu thích trong những ngày mà Dung thục tháo đại tràng, hoặc là có khi những ngày Dung không thục tháo đại tràng, Dung chỉ có ăn một buổi như vậy thôi. Thì nó cũng tùy theo, nó không có theo một cái khuôn mẫu hoặc là một cái công thức hay là một cái gì đặc biệt mà phải cứng nhắc hết. Nó linh động tùy theo cái thời khóa biểu của mình này, tùy theo cái thời gian rảnh rỗi của mình có nhiều hay ít, rồi tùy theo ngày hôm đấy mình cảm thấy như thế nào, rồi tùy theo là ngày hôm đấy thì trong nhà của mình gồm những gì. Ngon lắm mọi người ạ. Thực ra thì từ khi mà ăn tươi ấy, thì Dung mới biết rằng là nó chưa bao giờ cuộc sống của mình đơn giản, giản dị và tiết kiệm được nhiều thời gian đến như vậy. Ăn tươi thì không có một cái công thức nào về sinh tố hay là về cái gì cả, mà chỉ cần mọi người đọc sách, tìm hiểu cái kiến thức về ăn tươi, đặc biệt là khi mà mọi người có cái vấn đề về sức khỏe thì mọi người hãy đọc sách cho kỹ, xong sau đấy mình sẽ chọn lọc ra cái nào đó phù hợp với cơ thể của mình, chứ không có nhất thiết là phải theo một ai cả. Mình làm cho cái việc ăn tươi nó trở nên dễ dàng và linh động hơn, bởi vì không phải cuộc sống của chúng ta ngày nào thức dậy cũng chỉ có lo mỗi cái việc là hôm nay ăn trái cây gì. Dung biết rằng trừ khi những ai mà đã giống như là bỏ phố về rừng để sống tách biệt khỏi cái cuộc sống hiện tại ấy, thì nhưng mà số đấy rất là ít, thì mọi người rất là dễ dàng rồi. Còn những chúng ta, hầu hết chúng ta thì vẫn đang sống, vẫn đi làm, vẫn có những cái công việc riêng, rồi có những cái mối quan hệ riêng, không phải lúc nào chúng ta cũng ở nhà chỉ có lo thục tháo đại tràng với ăn tra ăn ăn tươi không. Cho nên rằng chúng ta linh động một chút xíu thì cái Dung nghĩ cái việc này cộng với cái tư tưởng của mình nữa thì cái việc ăn ăn tươi nó sẽ nên trở nên dễ dàng hơn và áp dụng cho thích hợp cho tất cả mọi người, chứ không phải chỉ riêng gì những ai chỉ bỏ phố về rừng không, hoặc là những ai để sống lựa chọn cái lối sống rằng là tách biệt khỏi với cái cuộc sống hiện tại. Và nó thích hợp cho tất cả mọi người, từ người người nghèo cho đến người giàu có, người bình thường. Ăn tươi không có hề đắt đỏ, không có hề mắc như mà mọi người từng nghĩ. Dung không hiểu vì sao mà ở đâu mọi người lại cho rằng cái việc ăn tươi lại tốn kém thời gian và lại đắt đỏ đến như vậy. Như Dung đã nói, mọi người không có nhất thiết phải, mọi người ở Việt Nam không có nhất thiết phải nhập trái cây ở nước ngoài về để ăn. Thực ra thì Dung vẫn, theo Dung nhớ thì Dung vẫn thích ăn trái cây nhiệt đới, trái cây ở Việt Nam mình hơn. Còn về cái vấn đề phun thuốc thì hiện tại Dung đang không có ở Việt Nam, thì Dung có thể nói với mọi người rằng là không phải chỉ có trái cây ở Việt Nam mới phun thuốc đâu, mà trái cây bây giờ phun thuốc ở tất cả nhiều mọi nơi. Nhiều cũng vì lợi nhuận và vì rất là nhiều vì túi tiền của những người làm ra, và ai cũng có cái lòng tham lam đấy, cho nên rằng là để mà mong đợi cho trái cây sạch thì nó rất là khó. Cho nên cái việc chúng ta cố gắng làm sao để lựa chọn mua cái nguồn trái cây nào đấy tốt nhất có thể, còn không thì chúng ta hãy ăn uống, hãy chấp nhận nó như vậy và chịu khó rửa sạch, rửa kỹ một tí và mình dùng thôi. Đấy, chứ đừng có nghĩ rằng là ở Việt Nam thì có trái cây toàn phun thuốc và ở nước ngoài thì không nhé mọi người. Đấy là một cái quan niệm hơi bị sai lầm, tại vì mọi người có thể, như ai để sống ở nước ngoài, để từng sinh sống ở nước ngoài hoặc là để đi du lịch nước ngoài thì đủ lâu thì mọi người hiểu về cái văn hóa ở cái nơi mình đến thì mọi người sẽ biết rõ. Tại vì có thể mọi người ở Việt Nam chưa có cơ hội đi nước ngoài nhiều thì mọi người sẽ không có biết được cái gì đang diễn ra ở đây. Nhưng mà thực sự thì sống ở đâu thì cũng trái cây bây giờ thì cái trái cây mà tìm một cái nguồn trái cây mà phải cực kỳ sạch 100% organic ấy, thì nó rất là đắt đỏ, kể cả ở Việt Nam và kể cả ở nước ngoài. Còn hầu hết còn lại trái cây trong siêu thị, trong những cái chợ bình thường thì không phải chỉ có ở Việt Nam mới là bị nhiễm thuốc đâu nhé mọi người. Và đấy, đó là một cái bữa ăn duy nhất, những bữa ăn mà duy nhất trong ngày của Dung, thì một là Dung chọn ăn salad, hai là Dung chọn ăn đĩa trái cây với rất là nhiều loại trái cây khác nhau.
Còn thứ ba thì không thì Dung sẽ xay trái cây với rau củ như mọi người thấy ngày hôm nay đó, Dung ăn một buổi như vậy. Cái việc mà ăn một buổi trong ngày ấy, thì Dung không có khuyến khích mọi người phải làm theo Dung, hoặc là đặc biệt là những bạn mới, các cô chú anh chị mới tập ăn tươi ấy, thì mọi người không thể nào mà uống một ly sinh tố như thế này và no cả ngày đâu. Đôi khi chưa kể là cái bụng nó không có quen nữa, cho nên là nó sẽ bị tiêu chảy hoặc là bị khó chịu, có khi lại buồn nôn hoặc là cảm thấy chóng mặt. Thì những cái triệu chứng đấy cũng là những cái dấu hiệu về khủng hoảng chữa lành, nhưng mà trong cái giai đoạn đầu thì chúng ta đừng có nên ăn giống như vậy, mà hãy cứ tập từ từ nhé. Còn bản thân Dung bây giờ đã ăn trong một khoảng thời gian hơn 1 năm rồi, thì cái việc một ngày Dung uống một ly sinh tố và nó đủ dinh dưỡng, đủ năng lượng cho một ngày là chuyện khá là bình thường. Có những ngày Dung không ăn gì, chỉ có uống nước ép thôi hoặc là uống nước lọc thôi, thì nó cũng đâu có cái vấn đề gì đâu. Nó cũng trong cái giai đoạn đầu khi mà mình thực hành thì nó khó chịu một tí, nhưng mà bây giờ khi quen rồi mình làm nó thuần thục, cũng giống như là cái việc tục tháo đại tràng. Có lẽ là hầu hết mọi người ai mà ăn tươi thì đã rành về cái việc này rồi, còn những ai chưa bao giờ trải nghiệm và chưa bao giờ kể cả ăn chay cũng không luôn, thì nghe cái việc này nó rất là vớ vẩn. Nhưng mà hôm nào thì Dung sẽ chia sẻ sâu, nhưng mà có thể nói với mọi người rằng là cái việc mà chúng ta chỉ lo chăm sóc ngày mỗi ngày chúng ta đánh răng 2 ngày 1 lần ở cái miệng của mình, thì cái đại tràng nếu mà chúng ta ăn đúng, khi mà sinh ra chúng ta được ăn trái cây, được sống ở một cái môi trường lành mạnh, trái cây sạch để mình ăn ấy, thì đại tràng của mình sẽ không bao giờ dơ bẩn. Nó giống như là cái ruột đại tràng của em bé vậy, là ăn vào là đi 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 nặng ngay. Còn chúng ta bây giờ mới tập tành ăn tươi, tưởng rằng là đây là cái phương pháp mới, đây là một cái gì đó mới mẻ, nhưng mà thực ra cái này là mình đã bị mất đi cái nguồn gốc, nguồn cội của mình từ lâu rồi. Mình đã bị giáo dục bởi phải ăn những cái loại thức ăn mà mình đã từng ăn ở trong quá khứ và hiện tại, thì những loại thức ăn đấy nó làm cho cơ thể của chúng ta rất là nặng nề, mệt mỏi và tiêu hao rất là nhiều năng lượng. Và khi đến một cái giai đoạn nào đó thì nó dẫn đến rất là nhiều những cái bệnh tật, cái tên gọi nào đó nó không có thực sự quan trọng, kể cả là bệnh dạ dày, bệnh đại tràng, huyết áp cao, huyết áp thấp, bệnh ca, hay là bị về viêm xoang, hay là tất cả các loại bệnh dị ứng, rồi mỡ máu, rồi gan nhiễm mỡ vân vân, rồi viêm gan các kiểu, nó chỉ là một cái tên gọi thôi. Nguyên nhân chính vẫn nằm ở cái việc là chất thải ở trong cơ thể của chúng ta không có được thải ra ngoài đúng cách, và cái lượng chất thải ở trong cơ thể nó bị quá nhiều và nó bị quá tải, và cái việc ăn uống nó gây ra rất là nhiều dịch nhầy và mảng bám ở trong cái dạ dày, đường ruột và đại tràng của chúng ta, cho nên gây ra rất là nhiều những cái hệ lụy khác cho những cái bộ phận khác ở trong cơ thể. Và hôm nào thì Dung sẽ chia sẻ về cái vấn đề tục tháo đại tràng của mình sau. Và cảm ơn mọi người một lần nữa rất là nhiều đã luôn dành thời gian để lắng nghe Dung, và bây giờ chào tạm biệt mọi người. Hẹn gặp lại mọi người trong những cái clip tiếp theo ha.